Bài giảng đầu tiên có tên tựa đề là Khái quát về nhà ở. Chương 1 Khám phá. Qua hình ảnh trên nói lên nhà ở sẽ tạo nên cảm giác thân thuộc, gần gũi giữa các thành viên, tạo nên niềm vui cho các thành viên. Thì coi những bữa cơm ấm cúng là giúp tránh khỏi, giúp con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên như là nắng nóng, mặt trời, mình tạo cảm giác yên bình, không khí trong lành, an toàn hơn. Các thành viên tụ tập bên nhau cùng xem tivi giải trí, đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần. Nhà ở nó là nơi trú ngụ an toàn của người khi thiên tai xuất hiện, mưa bão, mưa to gió lớn. Nhà ở là một nơi con người nghỉ ngơi sau những như vậy làm việc mệt nhọc, học tập mệt mỏi. Như vậy nhà ở nó là một công trình xây dựng mới một cách để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân và của gia đình. Nhà ở điểm đến cho con người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi điểm đến cho con người cảm giác rất là riêng tư. Nhà ở có vai trò vật chất vì nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động thời tiết. Điểm chung của nhà ở phần thứ nhất là cấu tạo. Cấu tạo của nhà ở là gồm có móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà và cửa ra vào. Nội dung này đó là cửa ra vào, cửa lớn, cửa sổ, tường, những tường bao quanh, mái nhà, khung nhà, sàn nhà hay gọi là nền nhà và móng nhà. Vậy nhà thì nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt như là khu sinh hoạt chung, khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, vân vân. Khu vực này là khu vực nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi thì có giường ngủ nè, có giường ngủ. Khu vực thờ cúng thì có các bàn thờ. Khu vực sinh hoạt chung ghế, khu vực vệ sinh, nơi chúng ta vệ sinh, khu vực nấu ăn, có bếp ga, bồn rửa. Ngoài hai đặc điểm trên, thì nhà ở còn mang tính chất vùng miền, thuộc vào các yếu tố như là địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa và xã hội. Nhà ở có đặc điểm chung là nhà ở có cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. Khu vực một là khu vực thờ cúng. Thì khu vực thờ cúng là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người. Khu vực hai là khu vực phòng ngủ, nơi nghỉ ngơi, nơi con người được bố trí riêng biệt, nó là nơi thường được bố trí riêng biệt yên tĩnh để ngủ. Và khu vực thứ ba là khu vực phòng khách, là khu vực sinh hoạt chung, đó là nơi gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện vui vẻ với nhau. Phòng bếp thì được sắp xếp là bếp điện này, chậu rửa bát và bàn ăn. Phòng vệ sinh thì được xếp xếp là chậu rửa mặt. Phòng ngủ được bố trí là giường trần, giường ngủ và tủ quần áo. Phòng vệ sinh học chung được xếp xếp là bàn ghế sofa, tivi, bàn ghế học sinh. Hình A chỉ là phòng khách. Phòng sinh học chung bởi vì phòng khách là gồm có bộ bàn ghế này, bàn ghế để chúng ta tiếp khách, nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau. Phòng B tức là phòng ngủ, bởi vì ta quan sát phòng cảnh này, cái phòng này có giường ngủ, có giường. Phòng C cũng là cái phòng bếp. Được phòng bếp thì có cái đồ vật như là tủ lạnh này, bồn rửa bát này, kệ để chén, vân vân. Và phòng D tức là phòng vệ sinh. Vệ sinh thì gồm có một đồ vật là chậu rửa mặt này, bồn rửa mặt này, bồn cầu này, vân vân. Rồi nhà thứ hai là nhà ở thành thị. Nhà ở thành thị thì chia thành loại thứ nhất là nhà ở thành phố. Đặc điểm nhà ở thành phố là ở đô thị, có địa điểm mật độ dân cư cao. Giải pháp trong kiến trúc nhà thành phố chú trọng đến việc tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao, nên thường được thiết kế nhiều tầng để tận dụng đất. Bên cạnh đó thì tận dụng ưu thế mặt tiền, nhà mặt phố được thiết kế để vừa ở là vừa kinh doanh mua bán, là nhà chung cư.
Thời điểm nhà chung cư được xây dựng để phục vụ cho nhiều gia đình. Do đó nhà nước đã tổ chức thành không gian riêng cho từng gia đình, được gọi là các căn hộ. Và không gian chung cư như là khu để xe, khu buôn bán, khu sinh hoạt cộng đồng. Và qua đặc điểm đó thì chúng ta sẽ có câu số 8 trong sách. Có một cái tin rao bán nhà trên báo được tin như sau: cần bán một cái ngõ có 2 mặt thoáng, diện tích 79 m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có 2 tầng, hầm để xe, có xu hợp, có khu sinh hoạt cộng đồng. Vậy thì nhà bán này có mấy phòng chức năng và thuộc loại nhà nào? Câu trả lời sẽ là: nhà ở này có 5 phòng chức năng, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Nhà này thuộc là nhà ở chung cư, bởi vì nhà ở chung cư thì có khu sinh hoạt cộng đồng và có tầng hầm để xe. Loại thứ 3 là nhà ở các khu vực đặc thù. Đó là một là nhà ở nhà sàn. Loại nhà sàn. Đặc điểm nhà sàn nó là một kiểu nhà được dựng trên các cột phía trên mặt đất, phù hợp với đặc điểm về địa hình, tập quán sinh hoạt của người dân. Với một kiểu sinh hoạt này thì nhà sàn được chia thành 2 vùng không gian sử dụng. Phần sàn nhà là khu vực sinh hoạt chung để ở và để nấu ăn. Nhà sàn ở vùng cao, phần dưới thường là nơi cất giữ công cụ lao động. Và nhà thứ hai là nhà nổi. Nhà nổi là một kiểu nhà thiết kế có hệ thống phao dưới sàn nhà, giúp nhà nổi lên một cước. Nhà nổi này có thể là di động hoặc là cố định tại một chỗ. Ví dụ như hình 1.9, đó là nhà nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Về nhà ở sẽ mang đặc điểm của nhà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý và nhà quen. Nếu nhà ở bậc phố thì đường thiết kế thấp tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Nhà sàn của các trung tâm thị số miền núi là một nhà được tận dụng, được xây dựng trên các cột trên mặt đất để tránh thu lực. Chuyên mục kết nối năng lực. Chúng ta hãy sử dụng internet, mạng internet qua các sách báo, v.v. để tìm hiểu thêm về điểm kiến trúc nhà của các vùng miền khác nhau Việt Nam và nước ta. Chương mục luyện tập. Về luyện tập thì em cho biết nơi em sống có những kiểu kiến trúc nhà nào, về nhà sàn, nhà nổi phù hợp với vùng miền nào ở nước ta. Chương mục vận dụng. Vận dụng 1. Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà nào? Mô tả các khu vực chức năng trong nhà của gia đình em. Vận dụng 2. Nếu ý tưởng thiết kế ngôi nhà có các phòng chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình. Sau khi xem xong video này, các em có cần những câu hỏi gì, xin mời các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Xin trân trọng cảm ơn các em. Xin mời các em đón xem video của bài tiếp theo, đó là bài xây dựng nhà ở. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em đã xem video này. Mời các bạn và các em bấm vào subscribe, rồi đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo mới khi có video đăng tải tiếp theo. Like, thích và share, chia sẻ với mọi người video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại.